đập mùi. Có bắt trông chó bắt. Thế mà thì tụi nào vào mạng. Và sự sinh đọc này là những nhầm mọc tên của bọn này là miệng. Giờ mình cài mọc đọc crom cho mưa lóng á. Lóng lấy nó nổ quá lắm nè. Nó miệng mặt trầy mùi mùi để tha và mình trầy ấy. Tọc mặt hàn tế xạ mưa. Chỗ đó chỗ đó rơi rồi thôi. Chỗ đó mà tăng lê phân lầm mù rồi. Tách xinh ta chơi trách tu cho người lột khăn rồi. Mấy nhà một tầng ô khảm lắm bạch ấy không biết được đòi nổi phòng ơi bã à trây đám đi tôi với ok ban khám của ban quát linh mới đây dễ việc. Còn con nuôi phong à này bị nhấp trên thế này là lại ăn nuôi mui ông con ấy khám trái tu khám lột cái sạ phim lại đặt nuôi thay mình tiệt nuôi thay mày nó nuôi thay mày ồn. Để đi cá trừ nè. Nói về không? Có chạy tờ. Khăn vào nó mấy nhé. Anh mình khăn vậy đó. Sao thế? Thôi tụi mình một mọt vừa khăn nè. Trái mình thông thì không khó thế đâu. Thank you.
dơ ảnh xin nơi ở má nè chọp chơi tí ra ơi chọp ra ơ chọp ra. Oh my god chấm lên mày thấy tôi bị vã lên được khám mình tôi quay bạn lấy nha tay cho nơi tị bầy chắc chắn vì hiện lên tiền đỉnh mà ta tôi vẫn ách chạy tôi cứ đa khám rồi khám tôi chỗ hai ô mình tụi tầm mãn đập mùi và đầy tí mùi dơ này thùng tập vậy và đầy tí mùi của anh còn đang ăn cam châu này đá cố nữa trời nào lúc đá cố mến. Ôi, vừa nói trầy và đá côn, vừa nói lấy như vậy. Ta, cùng vô kia. Côn với nó, bắt mây bắt ấy. Cả đi. Ta là đồ côn đấy bênh. Chạm chụp khi này cái rồi. Bắt mây hai. Còn con thì là chiếc trầy và đá côn của nó, dường phải lấy như vậy nè. Ta bắt đó. Đây. Hả? Đi soi chừng. Kẹp. Kẹp ép. Cái vừa bị mình khám tiếp. Chọn. Tiếng. Xà rô. Tham trở ra đi. Nhưng mà tía tôi là thông vậy cho vậy cho vậy tụi mũi hả ơi mà thì tụi nào bảo mãn crap bao kê ta ô nếu bạn trai dừng vô bà trai thì pi bọn con ơi người ta khăm ta khăm lùi lùi lẹ lẹ mà chứ đi mình đã cô được ấy tế cứ trời ta vô khai tỏ đẹp món á lịch ra các bà ta càng ta bà kì
tao chứ hả. Ất khám này. À pi à mới khám anh cho nội ở pi. Tụi pê đạch cái bẹ bẹ cái đà là hốt.